là ông Tony Bùi, ủy viên cho anh lại, xin lỗi, ủy viên gì? Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi, đang theo dõi chương trình diễn đàn dân cử của Nam Quang trong tư cách là phó thị trưởng của thành phố Westminster. Thưa quý vị, hôm nay trong chương trình chúng tôi có mời được ông Tony Bùi là ủy viên kế hoạch của thành phố Westminster. Ông có mặt ngày hôm nay để trình bày cho quý vị một số những cái vấn đề nó liên quan đến luật lệ và chính sách mới của thành phố. Thưa quý vị, thưa anh Tony Boy, Dạ, xin xin chào anh gửi Nam lời Quang. chào đến quý vị khán giả của chúng Kính ta. chào quý vị khán giả của đài VNA TV. Tôi là Tony Bùi, hân hạnh được Nam Quang mời lên đây góp mặt với để trình bày vài vấn đề liên quan đến sinh hoạt phát triển của thành phố Westminster. Thì tôi là một ủy viên kế hoạch được chính anh Nam Quang đề cử và được hội đồng trong thành phố đồng tán thành, thì tôi đóng vai trò là ủy viên kế hoạch của thành phố. Và trong số 5 người ủy viên kế hoạch của thành phố thì trong buổi họp đầu tiên chúng tôi được bầu làm chairman của ủy viên kế hoạch thành phố, tức là đứng đầu chủ tọa những buổi họp của thành phố và đưa điều hướng cái buổi họp cho nó đi đến kết luận tốt đẹp cho tất cả mọi cư dân được hưởng được những cái lợi lộc từ sự phát triển của thành phố về phương diện kinh tế, văn hóa, chính trị và xã hội. Do đó tôi hân hạnh được anh Nam Quang mời lên đây. Kính chào anh. Dạ vâng, kính chào anh Tony Bùi. Thưa quý vị, cái chức vụ của anh Tony Bùi là hiện giờ là chủ tịch của Ủy ban Kế hoạch của thành phố Westminster. Thưa quý vị, chức vụ này nó rất là quan trọng, tại vì trong cái vai trò là chủ tịch của Ủy ban Kế hoạch là anh là cái người điều hành cái buổi họp mà khi nào mà người dân của chúng ta có những hay là những cái business đó, thưa quý vị, có những cái kế hoạch nào về xây dựng mà những kế hoạch mà nó lớn đó, thưa quý vị, để trình ra thành phố thì nó phải qua cái Ủy ban Kế hoạch. Thì cái người mà điều hành cái buổi họp mà để mà hearing những cái kế hoạch đó là ông Tony Bùi. Thì thưa anh trình bày sơ sơ về cái công việc của anh trước khi chúng ta vô trong cái chi tiết là cái việc là xây cất nhà phụ trội, thưa anh. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, ủy viên kế hoạch tiếng Mỹ gọi là Planning Commissioner gồm có 5 người, do 5 người gồm thị trưởng và 4 người nghị viên đề cử những người vào trong chức vụ đó. Và mỗi 2 tuần chúng tôi ngồi họp với nhau để duyệt xét những cái dự án mà cư dân đề nghị vào chính quyền xin giấy phép để xây cất hay là xin giấy phép để làm business ở những cái cơ sở của họ. Và chính thành phố có nhiệm vụ phải duyệt xét sau khi nhận một số tiền khá lớn của về permit fee đó quý vị, thì chính những người trong thành phố phải có nhiệm vụ làm những cái buổi nghiên cứu, điều nghiên để xem cái dự án của tư cư nhân đó có hợp với lại thể thức luật lệ của chính thành phố hay không. Rồi sau đó Building Department sẽ đề nghị đến một cái buổi public hearing cho cư dân khắp nơi được đến tham dự và góp ý kiến trong những cái chương trình như vậy. Cái Và 5 người của public chúng tôi. hearing đó mình có thể mình dịch là điều trần được không thưa anh? Dạ đúng Một cái vậy, buổi điều public trần á. hearing là được điều trần mở rộng để đón nhận ý kiến chống cũng như là ủng hộ của tất cả cư dân đối với những cái business opening nào đó. Như vậy thì cái tầm quan trọng của Ủy ban kế hoạch nó như thế nào thưa anh? Tầm quan trọng của Ủy ban kế hoạch là tất cả những người trong Ủy ban kế hoạch phải hiểu rõ những luật lệ về xây cất của thành phố, vì những cái building, những cái business mới có thể liên hệ đến ảnh hưởng về môi trường, ảnh hưởng về safety, an ninh của cư dân quanh vùng, rồi ảnh hưởng đến sự yên ấm của những người quanh cái khu sinh hoạt business đó. Do đó, những người trong Ủy ban kế hoạch là không những là những người hiểu biết, có một tầm nhìn rộng rãi mà phải hiểu biết về luật lệ và về những kỹ thuật
Do đó chúng ta không thể bầu cử những người mà không hề có khả năng về phân tích vấn đề, không hề có cái khả năng về engineering mà đưa vào trong thành phố vị trí đó, thì chỉ làm cho vấn đề nó phức tạp và nó thiếu tế nhị và không hữu hiệu. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh. Thì chúng ta đi thẳng vào vấn đề là thưa quý anh, là vào ngày mai là thứ Bảy vào lúc 11 giờ sáng ngày 26 tháng 8 năm 2023 thì ở văn phòng RNC là văn phòng của bà Michelle Steele đó phải không? Văn phòng sinh hoạt của cộng đồng đó, của cộng đồng do nhóm Cộng Hòa họ tổ chức, họ lập nên một cái văn phòng để giải quyết những vấn đề thắc mắc của quý vị trong vấn đề tranh cử, thì văn phòng gọi là RNC. Nhưng mà ngày mai thì cũng ở cái văn phòng RNC đó nó có một cái buổi hội thảo về những nhà phụ trợ, xin xin trình bày. Dạ đúng vậy, kính thưa quý vị, ngày mai chúng tôi họp với nhiều người trong trong thành phố, thì chúng tôi có sự góp mặt của tiến sĩ Đỗ Vinh là một nghị viên của Gandro, rồi anh chuyên viên về appraisal nhà đất là Joe Long cũng là planning commissioner, ủy viên kế hoạch của thành phố Menifee, nó gần ở gần Riverside đó quý vị, và kiến trúc sư Đức Huy, anh này cũng là người tốt nghiệp kiến trúc tại đại học bên Hoa Kỳ và có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề kiến trúc, và tôi là kỹ sư Tony Bùi là chairman của ủy viên kế hoạch thành phố Westminster. Chúng tôi sẽ phối hợp với nhau để trình bày những cái luật lệ và phương thức để xin phép xây dựng những mẫu nhà, những khu nhà gọi là nhà phụ trợ, accessory dwelling units, là những căn nhà mà phía sau cái vườn lớn của quý vị đó, xây thêm những căn nhà từ 800 đến 1.200 square feet, thì quý vị phải làm những cách nào để hợp với luật lệ của thành phố thưa anh? Như vậy là thưa quý vị, chúng ta hay gọi cái này, nó gọi gọi tắt là ADU đó thưa quý vị, khi mà mình nghĩ tới chuyện là mình xây một cái nhà phụ trợ ở phía sau, nếu như mà phía cái nhà của chúng ta có một cái mảnh đất nó lớn mà nó đủ để xây thưa quý vị, thì cái người dân ở thành phố Westminster cũng giống như Grand Row, người dân Việt Nam mình đa số, tại vì theo những cái thống kê chúng tôi thấy là những cái permit, những cái giấy để mà xin phép xây dựng hiện giờ đó là khoảng chừng 80% là người Việt Nam chúng ta nộp vô để mà xin phép xây dựng cái nhà phụ trợ mà chúng ta gọi là ADU tiếng bên tiếng Anh đó thưa quý vị. Thì đây là một trong những cái nhu cầu rất là lớn của cộng đồng người Việt Nam của chúng ta ở cái khu vực này, trong khu vực thành phố Westminster, Fountain Valley, Garden Grove hoặc là Anaheim hoặc là một phần của bên Santa Ana thưa anh. Dạ đúng rồi anh. Mà nói chung là người Việt Nam của chúng ta hiện giờ ở đâu cũng vậy hết, hiện giờ nhà mà có cái miếng đất mà nó rộng rộng ở phía sau đó là chúng ta nghĩ ngay tới chuyện là xây một cái ADU. Thì thưa quý vị, ngày mai vào lúc 11 giờ thứ Bảy thì ở ngay văn phòng RNC, chắc là mình đọc cái địa điểm luôn đó thưa anh. Dạ đúng rồi. Đây là mình gọi là cái trung tâm sinh hoạt đó, thưa quý vị, ở đường đường Bô Sa nha quý vị nha. 9550 Bô Sa Avenue, suite là 210, thành phố Westminster, California 92683. Nó nằm ở trong cái khu Bô Sa với lại đường Bô Sa. Nếu mà quý vị nhớ là ở phía ở cái khu đó là nó đối diện với nhà hàng Thành Mỹ phải không anh? Đúng rồi. Ở trong khu nhà hàng Lục Đình Ký. Dạ. Dạ, dạ. Thì mình sẽ cung cấp cho quý vị khán giả của chúng ta hoặc là những người mà có nhu cầu để xây dựng cái ADU những cái chi tiết gì thưa anh? Dạ, đúng. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ cung cấp những tin tức, những cái thông tin do thành phố Westminster cũng như các thành phố lân cận cho quý vị để biết là cái thể thức nào để quý vị xin phép xây cất và phải hội đủ những tiêu chuẩn nào để rồi quý vị mới mời kiến trúc sư hay là kỹ sư để vẽ những cái phác họa, những sơ đồ của căn nhà phụ trợ của quý vị, rồi nộp vào thành phố, rồi từ đó thành phố cứu xét, rồi thành phố cho giấy phép, rồi quý vị lúc đó mới mời người nhà đấu thầu đến xây đấu giá và xây căn nhà của quý vị. Thì chúng tôi hy vọng rằng là quý vị đến để mà đặt ra những câu hỏi. Thí dụ nhà tôi cách nhà hàng xóm thì phải xây nó cách bao nhiêu feet thì mới là đúng đúng cách. Đó. Yeah. Rồi cái mái của tôi phải xây lên bao
cao và cái độ dốc như thế nào, hoặc là nhà tôi có thể sát cái nhà ngay trong cái nhà đang có hiện tại hay không đó, đó. Hoặc là có thể biến cái gara thành cái ADU mà người ta gọi là junior ADU, tức là dùng gara biến thành phòng. Cái đó cũng hay đấy anh, tại vì cũng rất là nhiều người Việt Nam của chúng ta ở khu vực này cũng tranh thủ để mà biến cái garage thành ra một cái ADU. Thì ngày mai thưa quý vị, 11 giờ sáng thứ Bảy ngày 26 tháng 8 năm 2023, địa điểm sinh hoạt là trung tâm RNC ở phía trên lầu ở trong cái khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký thưa quý vị. Thì quý vị nếu mà quý vị có quan tâm đến cái vụ Trần Trường hồi xưa treo hình của Hồ Chí Minh ở trong cái khu đó đó thưa quý vị, đó là cái khu mà có cái văn phòng RNC đó. Tại, dạ vâng. Phía bên tay trái. Dạ. Bên kia đường của kia. Nếu mà quý vị biết nhà hàng Thành Mỹ thì phía bên kia nhà hàng Thành Mỹ ở góc đường Busa với lại Bosa nha quý vị nha. Và để lên lầu. Anh có cái số phone để liên lạc không nếu như dạ, mà kính thưa quý vị, chúng tôi có hai số phone để liên lạc là số 1714 487 8593, đó là số của Tony Bùi, và số của một quỹ viên tại Manifi đó là 858 442 2566. Thì trong chương trình này chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị có về vấn đề xây dựng một căn nhà phù trội, và đồng thời chúng tôi sẽ có một rút tên của quý vị để tặng vé số Mega. Hy vọng quý vị sẽ được trúng sau khi lấy vé số này. Sướng và nha. Có phần phục vụ nước ngọt cũng như là bánh trái. Thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi nha. Kính mong quý vị hãy bỏ dành thời giờ đến lắng nghe những phần trình bày của chúng tôi. Vâng, xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại với lại quý vị sau phần thông tin thương mại thưa quý vị. Vâng, Nam Quang rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi phần thông tin thương mại bảo trợ cho chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi lại trở lại với lại chương trình với anh Tony Bùi. Thì thưa quý vị, anh Tony Bùi ngoài cái chức vụ là chủ tịch của Ủy ban kế hoạch ra thì ông còn là một mình phải gọi là một activist thưa quý vị, một nhà hoạt động cộng đồng, một nhà hoạt động xã hội. Thì chúng tôi muốn đi vô trong một trong những cái vấn đề rất là nóng bỏng hiện giờ. Và chúng tôi muốn hỏi ý kiến của ông, đó là vấn đề tranh cử vào cái chức vụ ủy viên giám sát. Chức vụ ủy viên giám sát, thưa quý vị, giám sát của địa hạt 1. Tại vì vào năm 2024, sau năm 2024 thì ông giám sát viên Andrew Đỗ sẽ rời khỏi chức vụ đó. Thì hiện giờ trong cái danh sách những cái người mà ra ứng cử vào cái chức vụ giám sát viên địa hạt 1 đó, chúng tôi thấy có ông Trần Thế Văn, bà Janet Nguyễn và bà Kimberly Hồ. Đó là những cái ứng cử viên nặng ký nhất hiện giờ. Thì thưa ông có cái ý kiến gì hay là những cái chia sẻ gì về những cái ứng cử viên này? Xin ông trình bày ạ. Dạ, kính thưa quý vị, tôi là người quan tâm đến sinh hoạt trong cộng đồng vì mình là người sang đây từ năm 1971 là sinh viên du học, rồi tốt nghiệp kỹ sư, làm việc trong ngành kỹ sư hơn 30 năm, nay đã về hưu, và chúng tôi dành thời gian rảnh rỗi để làm những công tác thiện nguyện giúp đỡ cho cộng đồng phát triển về mặt xã hội, văn hóa và cả chính trị, tức là đóng góp một cái tầm nhìn chính trị hữu ích cho đồng bào, để đồng bào từ đó tự phân tích để tìm ra những cái người mà xứng đáng để đồng bào bỏ những lá phiếu của mình, chọn những người đúng gọi là chọn mặt gửi vàng. Tại vì quý vị mà thấy chọn sai một người thì đến 4 năm sau cái người đó mới phải rời cái ghế đó rồi phải chọn lại, thì uổng cái lá phiếu của quý vị lắm. Quý vị đã đầu tư tim, óc và niềm tin đến người đó mà người đó lại không làm đúng những điều mà quý vị mơ ước, hay là không làm đúng những điều gì mà ứng cử viên đó vẽ ra một cái chương trình, nhưng mà rồi cuối cùng ứng cử viên đó đã đi lệch với cái chương trình đó, tức là ứng cử viên đó đã lường gạt chính quý vị, làm quý vị rất ức
vì quý vị đã bỏ lá phiếu mà bỏ sai người. Thành ra Nam Quang nói về những ứng cử viên tranh chức giám sát viên quận Cam đó quý vị, thì chúng ta nên tìm hiểu kỹ lưỡng những người ứng cử viên đó về thành tích hoạt động của họ nè, về quá khứ họ đã làm được cái gì hữu ích không, rồi không hiện tại họ đang làm những gì, rồi những hứa hẹn trong tương lai họ có thực sự làm được những điều mà họ nói hay không trước khi quý vị. Vâng, thưa anh nói rất là đúng thưa quý vị. Chờ đợi trong vòng 4 năm nếu mà chúng ta gọi như là chọn sai người, giống như bây giờ chọn vừa rồi chọn Joe Biden đó thưa quý vị, có quá nhiều người chọn Joe Biden, bây giờ chúng ta chờ đợi mòn mỏ luôn đúng không anh? Đúng vậy á, biết bao nhiêu giờ, biết bao nhiêu chuyện mà bây giờ chúng ta cứ phải đợi cho nó hết 4 năm đó để chúng ta quay lại bầu cho ông tổng thống Donald Trump. thì bây giờ chúng ta trong những cái ứng cử viên mà Nam Quang vừa mới nói, quên nữa, có anh Michael Võ là cựu thị trưởng của thành phố Fan Valley. Dạ vâng. Anh ta cũng có tuyên bố thưa quý vị. Vậy thì thưa anh, trong 4 ứng cử viên này thì anh tâm đắc với lại ứng cử viên nào nhất? Dạ. Mà tại sao? Lá phiếu của quý vị rất là quan trọng. Nếu mà tôi bầu sai mà quý vị bầu sai một người thì cái người mà không xứng đáng họ được nắm cái quyền đó thì thành ra quý vị sẽ ân hận vô cùng. Thì trong 4 ứng cử viên như anh Trần Thái Văn, bà Kim Lý Hồ, bà Janet Nguyễn hay ông Michael Võ thì chúng tôi trong quá khứ nhận thấy rằng là ông Trần Thái Văn, luật sư Trần Thái Văn nha quý vị, là một người tương đối có nhiều thành tích đóng góp cho cộng đồng của chúng ta trong quá khứ. Vì từ thời ông là sinh viên năm 1998 gì đó, ông đã liên hệ đến những giúp đỡ cho Project Ngọc đó quý vị. Project Ngọc là cái project để giúp đỡ đồng bào định đã tị nạn đến các đảo bên Đông Nam Á và sống lây lất vất vưởng, thì Project Ngọc đã tìm cách giúp đỡ và tái định cư những người đó qua đây. Và ngoài ra ông Trần Thái Văn cũng liên hệ với nhiều cái sinh hoạt trong cộng đồng của chúng ta, điển hình là Little Sài Gòn sở dĩ có là cũng nhờ anh Trần Thái Văn cùng với nhiều người khác để đưa ra cái chương trình đó và được ông thống đốc được Kemien ổng ra đồng ý, và từ đó chúng ta có Little Sài Gòn. Đấy là thành tích của luật sư Trần Thái Văn và nhiều thành tích khác nữa. Tôi nghĩ là anh Trần Thái Văn tương đối là người có nhiều khả năng về phương diện chính trị cũng như văn hóa và xã hội, nên nếu tôi là sẽ bỏ phiếu bầu cho luật sư Trần Thái Văn. Dạ vâng, thật ra thưa quý vị, chúng tôi đã có một thời gian khoảng chừng 5 năm để làm việc với lại luật sư Trần Thái Văn, và chúng tôi cũng biết được Trần Thái Văn qua những cái công việc mà đấu tranh giúp đỡ cho cộng đồng của chúng ta để mà đấu tranh để có được cái tên Little Sài Gòn chính thức cho cái khu vực Little Sài Gòn của chúng ta thưa quý vị, vào cái thời gian mà anh còn là sinh viên. Lúc đó còn rất là trẻ, còn 20 tuổi thôi là đã đấu tranh rồi thưa quý vị. Thành ra cái bề dày chính trị của anh rất là nhiều thưa quý vị, rất là dài, và anh có những cái quan hệ đến với lại những cái những người ở trong chính trị dòng chính, giống như là ông Kevin McCarthy là hiện giờ đang là Speaker of the House của Liên bang Hoa Kỳ thưa quý vị. Yeah. Thì đó là một cái, đó là cái thời gian mà anh là làm dân biểu của tiểu bang California. Yeah. Lúc đó cái thời đó là anh là assistant của ông Kevin McCarthy. Yeah. Thành ra những cái quan hệ của anh Trần Thái Văn rất là rộng. Thành ra chúng ta nếu mà chúng ta bầu cho anh Trần Thái Văn vào chức vụ của giám sát viên địa hạt 1 thưa quý vị, thì cái lợi cho cộng đồng của chúng ta từ những cái mối quan hệ của anh Trần Thái Văn là rất là lớn thưa quý vị. Người ta nói là nếu mà chúng ta không có ngồi ở trên cái bàn tiệc á, thì để ăn á, thì chúng ta là những cái món ăn trên bàn tiệc để cho những cái người khác ăn thưa quý vị. Thành ra một cái người mà đại diện cho chúng ta phải là một cái người khôn ngoan, có những cái tâm cho cộng đồng của chúng ta và có cái lòng nhiệt thành để phục vụ cho cộng đồng. Yeah. Chẳng hạn giống như anh Trần Thái Văn. Rất là cảm ơn anh Trần Thái Văn đã quay trở lại chính trị dòng chính Hoa Kỳ và tôi cũng xin nói sau một thời gian dài là 10 năm. Xin nói thêm chút xíu. Dạ xin anh. Ngày xưa
thân phụ của ông Trần Thế Văn là luật giáo sư Trần Văn Điền, là người đã viết rất nhiều cuốn sách Anh ngữ, cuốn Anh ngữ Idiom mà ngày xưa tôi cầm học thuộc lòng những câu thành ngữ trong đó. Oh, trời ơi, và anh Trần Thế Văn là cháu ruột của ông tướng Dù Quốc Đống nữa nha, tướng Dù Quốc Đống thưa quý vị. Đó, thành ngữ ra với những cái người mà đi trước anh Trần Thế Văn là những người đã nuôi dưỡng Trần Thế Văn như vậy, thì cái tự hào, niềm tự hào đó của những người đó đã lan tỏa đến anh Trần Thế Văn, và anh phải giữ vững cái tinh thần đó và chắc chắn là anh sẽ không đi lệch con đường phục vụ cộng đồng của chúng ta. Trong khi đó, tôi nhìn qua cô Kimberly Hồ thì cũng hơi nặng ký, nhưng mà trong quá khứ thì cô có đã cố gắng nhưng mà không thành công. Còn riêng cái người mà Janet Nguyễn, trong một năm vừa qua chúng tôi đã bỏ phiếu lầm cho Janet Nguyễn để đưa cô ấy vào vị trí là thượng nghị sĩ tiểu bang Hoa Kỳ, nhưng mà rồi đồng không ở vị trí đó, chưa làm được nhiều điều hữu ích mà cô lại nhảy xuống đây để tranh giành với một cái chức ở địa phương này, thì lý do gì mà cô làm thất hứa với đồng bào vậy? Đồng bào đã bỏ phiếu cho cô làm việc trên đó mà cô đã không làm việc, lại nhảy về đây để làm tranh giành với những người trong trong cộng đồng là như thế nào? Dạ vâng, thưa quý vị, và vào năm năm vừa qua đó thưa quý vị, khi mà tất cả mọi người ở phía Đảng Cộng hòa bỏ phiếu cho Janet Nguyễn vào cái chức vụ là thượng nghị sĩ tiểu bang, thì cô ta vừa mới lên đó chưa làm được việc gì hết thì cô ta lại nhảy xuống đây để tranh giành cái chức giám sát viên với lại anh Trần Thế Văn. Thì chúng tôi không thể nào nghĩ ra được là tại sao bà con đã dùng phiếu cho cổ vào cái chức vụ đó rồi thì bây giờ lại nhảy xuống đây để tranh giành. Thì nếu như quý vị, nếu như mà Janet Nguyễn bỏ cái ghế đó thì cái ghế đó lại phải được tranh cử, đưa ra để gọi là special election đó thưa anh. Thì đó, mình đang là Cộng hòa, mình đang giữ cái ghế đó, thì giờ mình bỏ cái ghế đó, mình bỏ bao nhiêu công sức để dành để cái ghế đó cho Đảng Cộng hòa, thì giờ cô bỏ cái ghế đó để chống, để cho có thể cái cơ hội của Đảng Dân chủ nó vô nó lấy sao anh? Đúng vậy. Đang nhảy xuống đây để mà tranh giành cái ghế đối với lại anh Trần Thế Văn, là một ứng cử viên rất là mạnh, có rất là nhiều uy tín để mà đại diện bà con của mình vô trong cái ghế giám sát viên địa hạt 1. Thì chúng tôi thấy là xuất phát từ những cái gọi là những cái tham lam, thưa quý vị, chúng tôi cũng nghĩ như vậy, tham lam. Cô Trách Nguyễn đã không có làm tròn cái trách nhiệm của mình ở trên Sacramento, là với lại tư cách là senator, là thượng nghị sĩ của tiểu bang đó, mà nhảy xuống như này để tranh giành với lại một cái người cùng đảng của mình là anh Trần Thế Văn, thì tôi thấy rất là tệ thưa anh. Nhân đây thì tôi cũng xin nhắn nhủ với Janet Nguyễn là hãy cố gắng làm việc xứng đáng là một vị dân cử được người ta đề cử làm chức dân biểu của California, thay vì xuống đây để tranh giành với những người ở tại địa phương này. Làm như vậy là quý vị thấy cùng đảng mà đi tranh giành một ghế như vậy là Janet Nguyễn đi con đường sai lầm đấy. Cô hãy suy nghĩ lại và nên rút lui để giữ cái uy tín của cô và còn làm những việc tốt đẹp hơn trong tương lai cho cô. Còn không thì chính cô sẽ tự đốt cháy cái chính trị, cái khả năng chính trị của chính cô. Thật ra đó thưa anh Tony Bồi với lại thưa quý vị khán giả, là trong cái thời gian vừa qua chúng tôi đã được dịp nghe và thấy những cái lời tố cáo của ông luật sư Lê Công Tâm, là cái người mà phụ tá cho cô Janet Nguyễn trong cái thời gian mà cô làm giám sát viên thưa quý vị. Thì ông nói là cô ta đã có thời gian là nhận tiền của phía bên Cộng sản Việt Nam. Thì chúng tôi thấy đây là một trong những cái việc rất là tệ hại của Janet Nguyễn. Tại sao bây giờ mình chấp vá lại vấn đề, mình nói ủa tại sao cô ta ở trên kia không có làm thượng nghị sĩ mà xuống dưới này để tranh cử, đá một cái người Việt Nam Cộng hòa của chúng ta ra. Thì mình thấy là chắc có một cái vấn đề gì đó nó hơi smelly, là nó hơi thâm thụm ở đây thưa quý vị. Hoặc là cố mình gắng che đậy những sai lầm của mình trong quá khứ nên mới nhảy về đây. Mình không biết là cổ có bị giật dây ở phía bên kia hay không, mà tại sao cổ cố gắng phá nát cái cộng đồng này ra, phá nát những cái người Việt Nam quốc gia đang
tranh đấu cho sức mạnh cộng đồng của chúng ta ở đây. Yeah. Vâng, thưa quý vị, rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và cảm ơn anh Tony đã tham gia chương trình để cung cấp thêm thông tin cho quý vị khán giả. Quý vị đừng quên vào ngày mai vào 11 giờ sáng thứ bảy, địa điểm trung tâm sinh hoạt RNC ở trên đường Bô Sa, thưa quý vị, là 9550 Bô Sa Avenue 210, Suite 210, Westminster, nằm ở trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký, đối diện với lại nhà hàng Thành Mỹ. Yeah. Xin quý vị đừng buổi hội thảo này hoàn toàn miễn phí và quý vị đến tham dự có cơ hội được vé số mega và đồng thời được gặp tất cả những người trong lĩnh vực xây cất cũng như lĩnh vực địa ốc và lĩnh vực banking, nhà băng để hỏi những câu hỏi liên quan đến vấn đề ADU nha quý vị. Xin cảm ơn quý vị.